bao lâu thì nên thải độc một lần và tại sao phải thải độc da? Thì đây chính là em một đề thắc mắc em hay dùng để thải độc da, và sau khi thải độc xong ấy thì Đây mọi người em làm này. Đó, mát ra đều trên da giúp em nhá. Đệm cho để cho cái than hoạt tính này, rồi là bùn khoáng núi lửa nó sẽ được thấm sâu vào trong da và lấy đi các độc tố ở trong da. Và tại sao mọi người hỏi là làm gì có đâu mà lắm độc tố thế? Thực ra thì độc tố nó sẽ bám ở trong môi trường này, ở trong các loại kem chống nắng. Tại vì trong kem chống nắng thì bắt buộc nó có phải có sự liên kết của phân tử make up, và khi đấy thì chúng ta sẽ phải thải độc đi. Và một tuần đối với da dầu thì chúng ta sẽ thải độc một tuần từ 1 đến 2 lần, 2 lần nhé. Còn đối với da khô thì chúng ta có thể một tuần một lần thôi ạ. Đó, khi mà thải độc mọi người nhớ bôi massage đầy kỹ cho em như này nhé. Và đối với việc thải độc da ấy, thì sẽ giúp da của mọi người sáng hơn này, căng hơn và bóng hơn rất nhiều. Đối với bản thân em thì em đã trải nghiệm và rất nhiều khách hàng của em ấy nhiễm độc tố cực kỳ là nặng, nhưng mà sau khi họ thải độc tố xong thì cái làn da của họ được cải thiện đáng kể luôn. Và lát em sẽ gửi cho mọi người một cái minh chứng về cái việc đó là cái chị này sử dụng kem trộn, sau đó thì chị ấy, bị độc tố ở trong da, và sau khi chị ấy sử dụng 15 ngày liên tiếp thì làn da của chị ấy đã có sự cải thiện.